Let's go. Hôm nay trời rất là mưa nha các bạn. Nãy giờ mình nói câu này chắc 80 lần rồi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh dự báo thời tiết của phóng viên Sĩ Anh thường trú tại Tampa, Florida nha. Hiện tại là bão đang đổ bộ tới nha. Trời rất là mưa lâm râm và mây thì rất khá là xám xịt. Nhưng mà chỗ mình thì lúc nào nó cũng hên, năm nào nó cũng không có bị ảnh hưởng nặng. Nhưng mà cái hướng bão lực này nó cũng né ra khỏi cái chỗ của mình. Nó gió lên rồi đó, gió lên rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi một vòng ngoài đường để coi cho các bạn coi thời tiết ngày bão như thế nào nha các bạn. Let's go. Drive safe. Cảnh quan xung quanh thì giống như một ngày mưa thôi, rất là ướt át nha các bạn. Mà lần này thì nó gió hơn xíu. Mời cameraman lên xe. Để mình cho các bạn coi dự báo thời tiết nha. Thì mỗi năm cái cơn bão này nó cũng được đặt tên một cái gì đó giống như bão Ian hay là bão năm nay là bão Helen. Năm nay bão được có tên là cơn bão Helen. Thì cái bão này nó được hình thành từ ở dưới đây, nó đi lên đây. Cái chỗ mình ở là Tampa thì nó cũng không có bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà nó đi lên nó sẽ đánh vô nè. Tallahassee ở Florida là dính. Rồi nó lên Georgia, Atlanta, Tennessee. Nói chung là khu mình, cái khu này năm nào nó cũng rất là hên. Năm ngoái đáng lẽ ra khu của mình nó là tâm bão, mà tự nhiên cuối cùng bão nó chết hướng một xíu, nên không có bị ảnh hưởng nặng. Thì đó, đây là những nơi mà chắc sẽ bị ảnh hưởng nặng đó. Nghe nói là ở mấy cái khu vực ở ngoài biển cũng bị ngập nhiều, tại vì nước biển thủy triều dâng lên. Yeah man. Giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài đường coi đường phố xá ngày bão như thế nào nha các bạn. Một ngày như vậy tốt nhất các bạn nên ở nhà vì an toàn của chính bản thân và gia đình. Ok, let's go. Bây giờ chuẩn bị ra đường lớn rồi nha mấy bạn. Nhìn đường xá thì vẫn có xe đi lại bình thường thôi. Chắc cũng người ta cũng đi làm này kia bình thường. Mà cũng có nhiều chỗ đóng cửa, giống như là trường mình là một ví dụ. Hầu như tất cả các trường trong khu vực là đóng cửa hết rồi. Đó, xung quanh gió thổi cây này kia lung lay rất là mạnh. Nhưng mà đường hôm nay vắng xe hẳn nha các bạn. Có vẻ như cái khu của mình là khu rất nhiều người tới đây là vì cái trường đại học của mình. Cho nên mà cái trường đại học nó đóng cửa nên mình nghĩ đường xá nó cũng vắng vẻ là cũng là điều hiển nhiên thôi. Yeah. Bây giờ thì mình đi tới một cái chợ châu Á đi mua cà phê. Trời mưa bão như vậy thì người chịu ảnh hưởng nhất chắc có vẻ là những người vô gia cư nha mấy bạn. Không biết họ sẽ trú ở đâu nhưng mà sẽ là một khó khăn á. Chắc là vô nhà thờ hay là vô chợ hay gì đó. Đây là đường xá nha mấy bạn. Bình thường cái đường này rất là đông xe nhưng mà hôm nay rất là vắng vẻ nha. Bên trái của mình là bệnh viện Advent Health. Rất nhiều, phần lớn Gen Z được đẻ trong bệnh viện này ở Florida nha mấy bạn. Đây là một chuỗi bệnh viện rất lớn ở Florida. Không biết có bang khác không nhưng mà ở Florida thì có rất nhiều cái Advent Health. Mà nhiều đứa mình biết nó được đẻ ở Advent Health. Mấy bạn thấy cái cây xăng ở bên đây là thường ở biển, trên cái biển hiệu của cây xăng nó sẽ để giá của cây xăng. Kiểu nó công khai cái giá luôn nha. Ở cây xăng nào nó cũng sẽ công khai cái giá như vậy. Thì nó không có chênh lệch gì mấy đâu mấy bạn. Nhưng mà một điều đó là mình thấy khác biệt với ở Việt Nam, là cây xăng người ta treo giá vậy đó. Giao thông ngày mưa rồi đi rất là dễ xảy ra tai nạn nha. Trơn trượt. Do cái khu mình nó năm nào nó cũng nhẹ,
nó không bị ảnh hưởng bão nặng nên mình khá là lạc quan và tích cực, còn dám ra ngoài đường. Chứ những nơi mà nó bị ảnh hưởng nặng là quải lắm á, phải chuẩn bị, người ta chuẩn bị nhiều thứ lắm. Lũ mà, mấy bạn thấy ảnh hưởng lũ ở Việt Nam mà cái bão này nghe nói nó category 4 là cấp độ 4 mà mấy bạn. Cấp độ 4 là nghe hình như cũng ghê mà đúng không? Mình không phải nhà khí tượng học nên mình cũng không rành lắm. Hàng quán nhìn rất là ế nha mấy bạn. Có vẻ như mọi người hôm nay tránh bão thì ở nhà rồi. Mấy bãi đậu xe này thường có xe ra vô nhiều lắm mà hôm nay nó vắng thiệt. Nếu mà chỗ của bạn đang bão thì mấy bạn nên ở nhà nha. Có cảnh sát ngoài đường rồi. Cảnh sát ngoài đường rồi. Gió mạnh quá thổi cái biển hiệu ra ngoài giữa đường nên cảnh sát tới dọn đường nha. Khu này được ngay cái chỗ này luôn nè. Cách đây mấy tháng là có người băng qua đường mà kiểu băng qua đường mà không đợi đèn đỏ băng qua, người ta băng lậu qua xong cái bị tông luôn. Goodbye luôn, ngay cái khúc này luôn. Rồi các bạn ơi, cái siêu thị mình đang tính đi tới nó đóng cửa luôn rồi. Mình tính tới đây mình mua cà phê mà nó đóng cửa luôn rồi. Các bạn nhìn dưới đường đi, cây cỏ lá nó rớt xuống nhiều lắm. Do gió thổi mạnh quá mà cái siêu thị đóng cửa rồi. Mình tính vô đó mà đóng cửa rồi các bạn. Chắc hôm nay hàng quán đóng cửa nhiều quá nên thấy chỗ nào cũng vắng vẻ. Hồi nãy mình nghĩ là vẫn có mọi người vẫn đi làm vài nơi nhưng mà có vẻ như khá nhiều hàng quán hôm nay là nó đóng cửa hết rồi nha mấy bạn. Yeah. Mỗi năm ngày bão mình cũng ở nhà không rồi chứ mình không có ra đường nên mình cũng không biết lắm. Mà năm nay mình đi vòng vòng thì mình thấy nó đóng cửa nhiều quá. Chắc là bão mà, đâu cũng vậy thôi. Giờ mình sẽ ghé thử Walmart rồi nha. Mình nghĩ là nếu mà người vô gia cư người ta không có chỗ ẩn trú thì người ta sẽ ẩn trú ở trong Walmart á. Mình nghĩ là vậy. Mình sẽ tới đó mình kiếm cà phê, ở trong đó thì chắc là có cà phê đó. Yeah bro, I need that caffeine bro. Mặc dù bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Hai ngày hôm nay là cái thời tiết nó cứ âm u như vậy, từ hồi 2-3 giờ chiều là nó cứ âm u vậy nha các bạn. Trời này mà ngủ đi thôi, sướng đời luôn. Vẫn có những người đi dạo nha, vẫn có những người rất là hứng khởi lạc quan đi dạo phố. Mấy anh Mỹ nè. Happy Halloween, sắp tới mùa Halloween rồi mấy bạn ơi. Nãy mình có đọc báo thì ở Florida có nhiều cái cầu mà những cái cầu mà cao á, mà kiểu mình lái xe lên trên mấy cái cầu đó mà gió nó thổi nguy hiểm á. Nên mấy cái cầu mà giống như vậy là nó chặn lại luôn nha, nó không cho người ta lưu thông qua những cái cầu mà cao nữa. Giống như cái Skyway Bridge, cái mà cái cầu cao cao ở Florida các bạn. Còn chỗ mình thì bình thường thôi. Mấy tiệm trà sữa này cũng đóng cửa này kia hết rồi nè. Đây cây xăng nè, nó cũng để giá nè các bạn. Đó. Những cái xăng của Mỹ đó. Rất là văn hóa Mỹ nha. Mấy bạn có thắc mắc là nếu như họ thấy, ủa nếu mà treo giá vậy thì họ thấy cái cây xăng nào giá rẻ hơn thì người ta bơm thì sao? Thì thật ra cũng đúng. Nhưng mà thật sự cái sự chênh lệch của nó là tầm 10 cent. Thì ví dụ mấy bạn đổ 10 gallon thì mấy bạn lời được có $1, mà mấy bạn phải chạy qua một chỗ khác mấy bạn tìm. Thì đó, nó là vì $1, $1.50. Sự chênh lệch nó không quá lớn nên cũng không phải là vấn đề gì lắm. Nhưng mà đúng thiệt, các bạn có thể có quyền lựa chọn để lựa một cây xăng rẻ để mấy bạn đổ. Yeah. Nhưng mà cũng không có rẻ hơn nhiều đâu, mà mất thời gian. Đó, cây xăng nó cũng treo biển giá. Nãy giờ mình thấy 3 cây xăng, 3-4 cây xăng là giá nó khá là giống nhau, không khác lắm. Trước Covid là xăng nó chỉ tầm 2 đồng một gallon thôi nha. Bây giờ là 3 đồng, hơn 3 đồng là cái chỗ mình. Còn những chỗ như Cali, những cái chỗ Cali này kia chắc nó phải 4 đồng mấy, 5 đồng. Có đợt nó lên rất là mắc, 6-7 đồng gì á. Nói chung là
giá xăng nó đã từng tăng lên rất là cao, bây giờ nó đã xuống rồi đó. Hôm qua hay hôm kia mới đăng video đó là mới đi Walmart, bây giờ mình đang ở Walmart lại rồi nha mấy bạn. Ok, mấy bạn nhìn đi, bãi đậu xe hôm nay nó vắng hơn hẳn. Trước ngày bão thì mọi người ai cũng đi chợ, nhưng mà hôm nay là trong ngày bão rồi, không ai đi chợ hết nha. Rất là vắng vẻ. Nhưng mà Walmart vẫn mở cửa, là một tin tốt. We can get some coffee in here, bro. Ê, 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 not here, not here, not here. Biết gì không, thằng đó này nó mới tính bẹo vô đây, nhưng mà đi là đường một chiều. Xong cái mình chỉ nó qua bên kia, cái nó lùi cái xe lại. Xong cái hình như là nó đụng cái xe điên sau nó hay sao. Bình thường qua mà sẽ có xe cảnh sát đậu trước, nhưng mà hôm nay chắc là mấy xe cảnh sát được điều động đi giải quyết tình hình bão táp rồi nha. Hôm nay trời rất là mưa nha các bạn. Nãy giờ mình nói câu này chắc 80 lần rồi đó. Không mưa lắm, nhưng mà rất là gió. Mấy bạn thông cảm nha, mình mới bắt đầu cái YouTube game này lại nên mình ăn nói chưa có chuẩn chỉnh lắm. Nhưng mà mình sẽ I'll get better, okay? I'll get better. Give me some time. Yeah, bro. Wow. Đầy xe. Khỏi lấy xe nha, khỏi lấy xe. Đúng là đi Walmart có cameraman đi theo nó khác hẳn. Walmart bây giờ người ta trang trí bán đồ Halloween này nha mấy bạn. Mình thấy ở Mỹ nó rất là coi trọng mấy cái ngày lễ này kia. Tại mình nghĩ một phần nó là một cái dịp rất là tốt để nó kinh doanh những cái mặt hàng giống như vậy, theo mùa, theo season, kiếm cà phê đúng không? Cà phê. Hôm nay đi Walmart nó vắng vẻ các bạn, nó thoải mái, nói chuyện nó thoải mái. Mấy bữa đi kiểu nó đông đúc, thấy mọi người rất là nhăn nhó, nó rất là khó quay. Đây là quầy cà phê đây. Coffee. Đây là quầy bán cà phê với bán trà nha mấy bạn. Cà phê từ đâu? Oh yeah. Right. Decaf. Hay là mua tạm cái gì rồi, bữa nào đi mua cà phê gì Việt Nam uống ta. Tại mấy cái cà phê này phải pha chung với kiểu nó đắng á, kiểu phải bỏ sữa vô nó mới ngon. Mình là mình rất là thích uống cà phê gói, mà cà phê hòa tan của Việt Nam nha. Kiểu G7 hay là Vina cà phê hay là cà phê phố, kiểu vậy. Nhưng mà tại vì hôm nay cái tiệm kia nó đóng cửa rồi, nên mình không mua được, nên mình sẽ chỉ tạm thời mua. Thay vì mua cái hũ này 10 đồng thì mình mua uống tạm 1-2 ngày, mình sẽ mua cái 1 đồng. Ok. Nescafe hay là cái này ta? Mua này uống đi, uống thử. Yeah. Chúng ta đã có thứ chúng ta cần. Bây giờ chúng ta sẽ đi về thôi. Nói chung là tưởng người vô gia cư sẽ trú trong Walmart, nhưng mà cũng không có lắm. Rất thắc mắc luôn là những người vô gia cư người ta sẽ núp mưa ở đâu nha. Đó là một câu hỏi của mình cho ngày hôm nay. Coi chừng đụng người ta nha. Chết. Chết rồi. Cái thẻ kia. Hôm qua đi mua checker chưa lấy lại. Đúng không? Để giờ trả tiền đây cái đây. Mình không có đem thẻ nhưng mà mình có thể trả bằng app nha. Pay now with Walmart Pay. Pam. Đây. Mấy giờ mới nhớ ra là hôm qua đi mua checker nó chưa trả thẻ cho mình. Để giờ mình điện cho checker mình hỏi coi nó có thấy thẻ của mình không. Đi qua Walmart mình mới dần nhận ra là mình mất thẻ ngân hàng từ hồi buổi tối hôm qua các bạn ơi. Mà hôm nay bảo nó cũng nghỉ luôn rồi. Điện nó không bắt máy. Thôi kệ. Order một cái thẻ mới. No problem.
Let's go. Giờ mình sẽ chạy tới chỗ trái cờ coi lại cái nữa. Tại chỗ đó cũng gần nhà mình thôi, nên mình sẽ về mình coi. Còn nếu mà không có nữa thì thôi, không thành vấn đề. Chuyện nhỏ cũng như con thỏ. Nếu như cái thẻ mà có bị ai đó lấy mà người ta có làm gì với cái thẻ đó, tại vì cái thẻ mà mình hay đi xài để trả tiền này kia nó là thẻ credit mấy bạn, cho nên nếu mà mất tiền thì ok, mình còn xử lý được, tại vì nó phải qua một trung gian visa nữa nên không phải là vấn đề. Debit, thẻ debit thì mới lo một xíu, thẻ debit thì còn lo, với thẻ credit thì mình không lo lắm. Thẻ credit thì ví dụ nếu mà một cái giao dịch mà đó không phải là do mình giao dịch thì mình có thể báo cáo lên cho cái công ty thẻ hoặc là ngân hàng, nó sẽ ok, nó sẽ dispute cái giao dịch đó là ok, mình bị mất thẻ và có ai đó lấy thì ok, mình sẽ không bị mất tiền. Còn nếu như nó mà là thẻ debit, đó là cái tiền mà bạn bỏ vô, tại thẻ credit đó là bạn xài xong rồi bạn mới trả cho người ta, thì nó đó không phải là tiền của bạn. Bạn xài xong rồi bạn trả nợ, cái đó nó khác. Còn cái này, ừ thì đó, mình xài là mình xài sẽ credit, xong rồi cuối tháng mình lấy tiền trong thẻ debit mình trả cho thẻ credit. Mấy bạn chỉ sợ xài thẻ credit khi mấy bạn không thể trả nợ đúng hạn vào cuối kỳ thì nó sẽ tích, nó sẽ tính tiền lời, cái đó thì nó mới nguy hiểm thôi cho người xài. Chứ bình thường mình vẫn giao dịch bằng thẻ credit này nọ, ví dụ mình mất thẻ mình cũng không sợ lắm. Yeah. Nên giờ mình chạy tới cái nhà hàng hôm qua mình check lại một lần cuối, nếu mà nó không có hoặc là không có thì thôi, mình sẽ khóa cái thẻ đó và mình order cái thẻ mới thôi. 5 ngày sau, 1 tuần là có thẻ xài, đơn giản. Yeah. Nhưng mà ví dụ mình không có thẻ, mình vẫn có thể xài Apple Pay. Nhưng mà tốt nhất thì nếu đã giờ mà tìm không được nữa đó thì lock cái thẻ luôn, lấy thẻ mới, tại vì mình biết mình sẽ không tìm được cái thẻ nữa. Nhiều khi về nhà nằm ở nhà sao ta, mà từ hôm qua giờ đâu rút ra nhà đâu. Lần cuối xài là mình nhớ cái bà này, bà lấy thẻ xong bà đưa đồ ăn mà bà không đưa thẻ. Yeah, câu chuyện là như vậy á. Nãy giờ nói chuyện dài dòng ha, nãy giờ mình đi mình quay cái video này chắc mình nói cũng nhiều quá mà mình nói nhảm không. Nhưng mà nếu bạn vẫn coi tới đây thì mình rất là appreciate that bro, nói nhanh những gì nữa chứ. Cái thằng trẻ trâu này. Mấy bạn mà thắc mắc tại sao mà một ngày bão lại có xe cứu hỏa thì xe cứu hỏa nó không chỉ cứu những người trong cháy đâu, mà kiểu ngoài đường bị gì đó hay là có vụ tai nạn hay gì đó, nhiều khi xe cứu hỏa nó cũng ra nó giải quyết nha. Đây là cái tiệm mà tối qua mình lần cuối mình xài cái thẻ của mình là ở cái tiệm này. Để mình vô coi nó có mở cửa không. Mong là nó còn mở cửa. Có vẻ như nó còn mở cửa. Để mình vô mình hỏi. Cái tiệm này nó hay lắm á. Order drive-thru của nó là AI. Thật may mắn là cái thẻ của mình nó vẫn đang ở đây. Bây giờ thì trời nó cũng sắp bắt đầu tối rồi, mình sẽ đi về thôi. Cảm ơn mấy bạn đã xem video này nha. Nếu như mấy bạn thích thì hãy để lại cho mình một subscribe and a like. Yeah, see you bro. À quên, còn những bạn nào mà bị ảnh hưởng nặng bởi vùng bão thì mong mấy bạn an toàn nha. Stay safe. Thank you for watching. See you bro.